VJC, siêu phẩm hàng không giá rẻ. Tổng quan về Vietjet Air. Công ty cổ phần hàng không Vietjet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm 2007 với 3 cổ đông chính là tập đoàn TNC, Sovico Holding và HD Bank. Năm 2019, Vietjet Air tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, chiếm 40% tổng số lượt khách hàng đi máy bay tại Việt Nam. Tháng 2 năm 2017, Vietjet Air được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã là VJC. Ngành nghề kinh doanh chính: vận tải hàng không, vận tải hàng hóa hàng không. Dịch vụ mặt đất bao gồm dịch vụ hành khách, du lịch, ăn uống và đồ lưu niệm. Điều gì tạo nên siêu phẩm VJC 2017 đến 2018? Tổng lượng vận tải hành khách bằng đường hàng không liên tục tăng trưởng. Giai đoạn 2010 đến 2017, hành khách thị trường Việt Nam đạt mức tăng trưởng kép hàng năm 16,7%, cao nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngành hàng không có mối tương quan cùng chiều với tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người. Tăng trưởng GDP đầu người sẽ kích thích người dân du lịch nhiều hơn bằng đường hàng không với lợi thế di chuyển lớn so với các loại hình di chuyển khác. GDP đầu người của Việt Nam đạt mức tăng trưởng kép hàng năm 11,1% giai đoạn 2000 đến 2016, dự kiến sẽ đạt mức 8,2% hàng năm giai đoạn 2017 đến 2023. Thị trường vận tải hành khách hàng không Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tốc độ tăng trưởng tổng vận tải hành khách giai đoạn 2013 đến 2017 đạt mức tăng trưởng kép hàng năm 20,5%, thị trường vận tải hàng hóa cũng đạt tốc độ tăng trưởng tương đương, mức tăng trưởng kép hàng năm 21,3%. Năm 2017, thị trường hành khách nội địa có sự chững lại do các nhà ga nội địa tại sân bay chính đã lấp đầy công suất. Nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017 vẫn ở mức tăng trưởng cao. Thị trường vận tải hàng không Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của VJC. Nhờ nắm bắt được nhu cầu khách hàng muốn du lịch bằng máy bay với chi phí rẻ, VJC đã thành công trong việc gia tăng thị phần khách hàng nội địa giai đoạn 2010 đến 2016. Năm 2017, tổng lượng vận tải hành khách của Vietjet đạt 17,11 triệu lượt, chiếm 27,5% thị phần toàn ngành. Thị phần hành khách quốc tế của VJC cũng được cải thiện nhờ mạng lưới đường bay thẳng quốc tế liên tục được mở rộng từ 3 đường bay năm 2013 lên 44 đường bay năm 2017. Nhờ chiến lược thông minh đánh chiếm phân khúc giá rẻ kết hợp bộ máy vận hành tốt, doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của VJC liên tục cải thiện giai đoạn 2015 đến 2018. Cách nhận diện cơ hội đầu tư. Trường hợp của cổ phiếu chuyển động ngành VJC là kết quả của chuyển động ngành hàng không, tăng trưởng mảng kinh doanh cốt lõi, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng giai đoạn 2017 đến 2018. Dòng tiền, theo dõi dòng tiền vào cổ phiếu, các thời điểm có thể tham gia đầu tư và thời điểm rời bỏ cổ phiếu được xác định như sau. Thường xuyên nghiên cứu chuyển động ngành và định giá lại các công ty sẽ giúp nhà đầu tư thu lợi nhuận rất lớn. Đặc biệt nếu bạn hiểu rõ doanh nghiệp sẽ luôn tận dụng được những cơ hội để gia tăng cổ phiếu với mức giá hợp lý nhất. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công!